gì hết. Tôi khóc nè, không thấy sao mà giọt nước mắt của tôi giờ đây có nghĩa gì, có ăn nhầm gì với ai nữa đâu. Lan, em hãy khóc nữa đi Lan, anh đừng nói gì hết á. Nếu giọt nước mắt rơi làm rơi đi trong lòng em một phần nào buồn khổ, nếu dòng lệ kia có thể bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn nếu em còn nhớ là cả đời em khổ lụy. Nhưng tôi Lan ơi em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió ân nghĩa nặng hoàng giấy mà đã vội giông tình. Lan ơi anh biết nói làm sao cho em yêu được lòng mình, trong khi đó đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, tôi như bác tú ở bên nhà, tôi là một kẻ dông ân. Hạt cơm ân cơm nghĩa còn dính ở kẻ đăng tin nhớ lời thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi tôi là một kẻ ngu si cờ dài, đã làm nát lòng tôi còn đây khổ lụy cho bao người. Là tôi, anh đừng gì nói nữa, tôi không muốn gặp mặt anh nữa, anh đi đi. Lan, anh đi đi. Thế rồi 50 năm sau, 50 năm sau giả sử như Lan không có chết, Điệp mới tình cờ Điệp cũng lên Sài Gòn, Lan cũng vô Sài Gòn, cái bữa đó đi qua nhà Quá Thanh Niên, hai người mới gặp nhau. Gặp nhau bắt đầu khi Điệp đi vô, cọp, 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 cọp già rồi. Bà ơi, bà xích vô cho tôi ngầu chứ. Ông này lãng gian không? Chỗ này như cái chỗ người ta dĩ chăn nghề, ông muốn ngầu thì ông ngầu chứ. Nhưng mà đừng có lắng à nghe. Ủa? Sao cái giọng nói này sao nghe quen quá vậy ta? Ông vậy cha, tôi già cả rồi không có quen với ông à. Hả? Phải Lan không? Ủa? Ai mà biết cái tên tôi vậy? Anh là Điệp nè. Trời ơi, anh Điệp. Thôi, em nói chuyện nhỏ nhỏ có chừng, có chừng nó răng cái hàm răng giả của em ra tội lắm Lan ơi. Anh là đồ phản bội. Không có, anh đâu có phản bội gì đâu. Anh cũng biết là anh phụ bạc tôi làm tôi buồn biết bao nhiêu. Tôi khóc đi nè, không thấy sao. Trời ơi, già mà Lan khóc sâu quá vậy Lan. Lan ơi, cũng câu nói này anh muốn nói với em là em phải khóc nữa đi Lan. Trời ơi, tôi khóc ở một vỗ mà ông còn kêu tôi khóc nữa. Lan ơi, em phải khóc đi để quên những cái buồn bực của em. Nếu như dòng lệ kia có thể bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em có quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn nếu em còn nhớ là cả đời em khổ lụy. Ông nói lớn lớn lên, lúc này già cả tôi lãng tai, tôi không có nghe. Thật ơi, nói lớn gì nổi nữa trời. Lan à, nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Đúng rồi, già mà còn phản bội.
Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ngâm giang trong gió, ân nghĩa nặng hoàng giai mà đã dội dòng nghề tình. Lan ơi, anh biết nói làm sao cho hiểu được cỡ lòng mình. Dạ mà ca còn gân quá. Trong khi đối với Lan, tôi là người bạc nghĩa. Đối với bác Tú ở bên nhà, tôi là một kẻ giống anh. Hạt cơm mân cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng. Tiếng nhớ lời thương còn dương trong nơi thầy. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si cờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người. Đây nè, ông nghe tôi nói nè, một lần cuối cùng tôi không bao giờ trở lại với ông nữa. Thôi mà già cả rồi. Đây nè, ông nghe tôi nói nghe không? Thưa quý vị, quá tài năng Phước Bến Tre, ca nhạc sĩ Hà Trương.